Ngày hôm nay ngày 8 tháng 7, thí sinh Đà Nẵng bước vào ngày thi cuối cùng kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông đợt 1. Buổi sáng, các thí sinh dự thi hai bài thi tổ hợp diễn ra song song, khoa học tự nhiên bao gồm vật lý, hóa học, sinh học và khoa học xã hội gồm lịch sử, địa lý, giáo dục công dân. Thời gian làm mỗi bài thi thành phần là 50 phút với hình thức trắc nghiệm. Kết thúc thời gian làm bài, đề thi tổ hợp khoa học xã hội được nhiều thí sinh cho biết khá dễ so với đề thi năm ngoái. Trong khi đó, đề thi tổ hợp khoa học tự nhiên lại khá dài và có tính phân hóa cao. Dạ chắc 80%, cũng giống đề năm ngoái, cũng bình thường vậy. Em làm hết giờ. Dạ, em thấy khó hơn đề minh họa, môn lý là khó hơn đề minh họa. Thì môn lý là em bỏ 5 câu vận dụng cao. Buổi chiều, các thí sinh dự thi môn cuối cùng, môn ngoại ngữ, thời gian làm bài 60 phút. Bước vào phòng thi khá thoải mái, do đây là môn thi cuối cùng, nhiều thí sinh tự tin với phần làm bài của mình. Theo em thì đề năm nay dễ, nhưng mà nếu đề dễ thì điểm thi vô đại học sẽ cao và tỷ lệ sẽ căng hơn rất là nhiều. Dạ thì cũng tương đối, dạ, làm bài cũng ok, cũng ổn. Nói chung là cảm giác thì cũng khó tả lắm, nhưng mà bây giờ thì sau khi thi xong là bây giờ ban đầu là mình phải về mình ngủ một miếng đã. Diễn ra trong bối cảnh COVID-19 vẫn đang có những diễn biến phức tạp, công tác phòng chống dịch được ngành giáo dục thành phố đặt lên hàng đầu, tạo sự yên tâm, tin tưởng cho phụ huynh và thí sinh. Mình thấy về cái tổ chức của trường cũng như thành phố, thì mình về mặt về phòng chống COVID thì mình thấy nói chung rất là an toàn về cái sức khỏe để đảm bảo cho kỳ thi cháu nó đạt được những kết quả tốt. Theo Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 đã diễn ra an toàn, nghiêm túc, không có cán bộ coi thi và thí sinh vi phạm quy chế thi, không xảy ra sự cố về đề thi, công tác phòng chống dịch được triển khai thực hiện tốt. Hội đồng thi thành phố sẽ khẩn trương triển khai các khâu tiếp theo của kỳ thi như làm phách bài thi, chấm thi và chuẩn bị các điều kiện về công bố kết quả theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo.